Vui lắm mà nghe. Alo Tí ơi, để Tí nói chuyện điện thoại. Tôi nghe, tôi đang ở nhà. Hả? Lan về rồi hả? Ngon không? Ngon hả? Giá nhiêu? Tí có mèo. Mẹt má cho coi. Cái gì? Má ơi, má, má ơi. Ơi, đừng ồn ào, má nói chuyện điện thoại mà. Cái gì con? Cái gì 300? Cái gì? Mắc vậy? Tí có mèo. Bớt bớt đi. 150 thôi. Tí có mèo hả? Dạ. 150 thôi. Anh đây. Alo. Đợi chút, để nói chuyện vợ cái nha. Anh nghĩ gì sao? Gì? Anh nghĩ sao mà anh mèo mã gà đồng vậy hả? Mã gà đồng gì đây? Đang ở nhà mà mẻ gà đồng gì? Tôi mới nghe xong ông nói chuyện với cái thằng nào. Thằng nào mà nó gan quá, nó dám rủ anh là đi gái gú cái gì đó hả? Gái gú gì? Đang nói chuyện làm ăn mà tự nhiên gì vậy? Làm ăn hả? Làm ăn với con Lan nào đó đúng không? Anh làm gì vậy nó? Hả? Lan gì? Ai nói? Thằng Tí nó nói nè. Cái gì? Hồi nãy con nghe ba nói là cái cô Lan nào đẹp lắm vậy? Mới về. Ê. Thấy nói chuyện phải nói đàng hoàng, rõ ràng, để má nghe má hiểu lầm tía không có được, nghe chưa? Nó nói cái gì? Nó nè nha, đừng có cãi với tôi nha. Tôi nói cho anh biết, tôi đứng ở đây là tôi nghe hết rồi. Cái gì mà hả, con Lan nào là đẹp lắm rồi còn trả giá nữa đúng không con? Dạ đúng rồi. Rồi sao nữa, nói má nghe tiếp đi. Dạ là chú kia kêu là giá 300 mà tía nó mắc quá, tía trả có 150 à. Trời ơi. Cái gì vậy hả? Thì thiệt ra là hồi nãy có cầm điện thoại, có nói những câu đó. Trời nhưng ơi. Nhưng mà thật ra là, trời, con hãy nghe rõ ràng chứ. Tại sao con lại vô con nói má vậy, hại thôi tía đi. Vậy đừng có mà giả bộ với tôi. Ông làm như là ông hèm lắm đúng không? Làm cái gì mà trả giá từ 300 xuống 150, tưởng tôi không biết hả? Trời ơi, thì là đúng là có nói những câu đó, nhưng mà cái sự việc là nó không phải như vậy. Thằng Tí qua đây. Phải nói gì nói rõ ràng ngọn ngành, rồi hãy nói cho má con nghe, con nói về hại tía tại sao vậy? Tại sao lại dùng thủ đoạn hại tía như vậy? Nói đi. Dạ tại hôm bữa con mượn điện thoại tía chơi game mà tía đâu có cho đâu. Trời ơi, thì ra là cái chuyện này. Thì cái chuyện này mà con để con thù hằn, con hại tía. Nói với lại má là Lan này Lan nọ, rồi tía có bồ, rồi mê gái rồi. Thôi anh đừng có cãi nữa. Cái này em phải bình tĩnh. Tiền nào là của đó. Cái gì? Em Lan này mắc tại vì em Lan là một em Lan đột biến. Trời ơi. Gà mắt. Cái gì vậy? Cái gì mà Lan đột biến? Hả? Cái con Lan đó là cái con Lan mà nó mê đi sửa, rồi nó làm cái gì cũng ngồm ngộm lên, cái gì cũng đồ sộ lên, như nên là bây giờ ông ghiền nó đúng không? Trời ơi, cái này sao không ghiền được, cái này là tự nhiên, không có chỉnh sửa gì hết. Rồi kêu đột biến là nó phải... Ủa thôi, bà nghĩ gì vậy? Bà bị điên hả? Lan ở đây là... Lan này nè, những cái Lan này nè, nó đột biến, nó lạ, thì cái giá nó mắc. Chứ làm gì Lan gì nãy giờ bà tưởng tôi là đang nói chuyện với gái rồi ngã giá rồi bà đi điên hả bà nội? Trời ơi, ai biết đâu, tự nhiên cái mình thì con nói vậy thì thấy chưa, thấy hồ đồ chưa? Con nữa, lần sau đừng có trả thù tía những cái kiểu vậy. Tía là tía chỉ chơi Lan này thôi, nhưng yêu thì yêu má con với yêu con, hiểu chưa tí? Thôi đi vô đi, để bữa nào tôi cho mượn điện thoại chơi điện tử.
Thôi được rồi, má cảm ơn con. Nhưng mà má nói nghe nè, lần sau á mà con nghe tía mà nói một cái gì là con phải nghe cho kỹ rồi con kể với má nghe không? Nãy giờ làm má lên mà muốn đột quỵ luôn vậy á nha. Tại con muốn bảo vệ má thôi mà. Má biết rồi, má thương con trai má nhất luôn. Thôi con đi vô đi để má nói chuyện với tía một xíu nghe. Dạ. Ôi ơi, là trời thiệt á. Con tôi cưng hết sức à. Không, lần sau phải là bình tĩnh lại chứ. Nè, nó không phải khoe chứ. Anh nè đang là chơi mấy cái lan đột biến này nè. Đó, mà bà chuẩn bị hội thi đó. Nè nhìn mấy cái hình nè. Đó thấy cái kia mấy cái kia không? Quá trời kia luôn nè, kia mà cái này mà phát triển càng nhiều nha. Tiền nó vô dữ lắm thiệt. Đó nhìn nó mê không? Bảo đảm đạt giải đó. Đó. Nè. Gì? Mà em nói cho bà biết đó nha. Không cần biết là lan đột biến hay là lan gì hết á, nhưng mà ngoài mê lan đột biến ra là hả, chỉ được mê Huệ thôi đó nha. Trời ơi trời, Huệ là tối nào tôi cũng ôm tôi ngủ mà. Trời ơi, cái lan đẹp quá. Huệ! Hết hầu không? Mày làm gì mày rình rập trước cửa nhà tao vậy? Mày vô mày rình rập cái gì trong nhà tao? Đi cái mày! Kiếm tao hay là kiếm vợ tao? Không mà không quá. Ở đâu đi ngoài về hả? Kiếm tao làm gì rình rập? Kiếm mày, đứng yên coi cái coi. Cái gì vậy? Cái này phải không? Cái này phải không? Cái râu, sao? Râu đột biến phải không? Râu đột biến hả? À. Có không ta? Tại vì khoảng thời gian gần đây á là tao chơi toàn đồ đột biến không à. Lan đột biến cái gì cũng đột biến, không lẽ cơ thể mình đột biến mình không biết ta? Đúng rồi á. Mày nhìn đi, trên đời này không ai có râu giống mày hết á. Ê, mày cơ. Sao? Tao sao? Mày có một ruồi đột biến à? Đâu? Đó có một ruồi mà có râu nữa nè, lông quá trời. Phải. Tao 19 tuổi là tao mộng tới vợ rồi. Thì bởi vậy mày bớt cà khịa tao đi, mày qua đây mày làm cà khịa gì? Hả? Đại diện cho mấy anh em ăn nhậu, hỏi thăm mày nè. Dạo gà lúc gì cũng đột biến quên anh em luôn phải không? Trời ơi trời, bây giờ ăn nhậu không em ăn nhậu là nó rẻ tiền rồi, tao chơi cái này đắt tiền hơn. Chơi gì? Nó không phải khoe nè, mày nhìn đi. Ê, con cá chép này chiên một cái là nước mắm dầm à, lụm à. Lụm khỉ khô, mày quê quá. Quê gì? Cái này cái gì? Cá chép. Mày nhìn kỹ lại đi. À đúng rồi, con cá chép. Quê quá mày ơi. Con cá này người ta gọi là con cá khoai. Cái gì? Con cá khoai. Biết cá khoai không? Cá khoai á là con cá, nó cũng là cái giống cá chép à. Nhưng mà nó sang chảnh hơn, người ta gọi là cá khoai. Mày làm như tao ngu lắm mà tao biết cá khoai rồi. Bữa hôm tao uống cà phê trên thị xã vô hồ cá, tao nói con cá chép bị xèo mau, con cá chép bị ghẻ. Người ta nói không phải chú em ơi, chú phải hiểu rằng con cá chép mà nó bong bong đốm đốm là con cá coi, giống như mày mới nói đó. Đúng rồi. Con cá mày có đó có xèo mau không? Đây nè, con cá này nó thuần khiết luôn á. Xèo mau gì? Đây là con cá coi đột biến. À bây giờ tao mới nhớ ra mày lúc nào cũng đột biến hết. Đúng vậy rồi. Thì ra nó là con cá coi đột biến. Ê cầm cho khéo nha. Đột biến hả? Hai người làm gì? Hai người làm cái gì mà hai người xì xăm nãy giờ vậy? Coi con cá. Anh Sáu nha. Hả? Cái gì? Anh nha. Anh đừng có nói là anh qua đây anh rủ chồng em đi nhậu là em không có đồng ý nha anh Sáu Còi nha. Không. Mày làm gì mà giấu con cá tao luôn vậy? Ê, tao tính giấu mày tao tính giấu mày, mày muốn tao mét rồi phải không? Mét cái gì? Tôi giấu rồi mà nó không chẹt tôi mét thêm luôn nè. Nó giờ nó chơi qua con cá ba đuôi nè. Trời ơi trời mày nè, bây giờ anh chơi sang chảnh hơn rồi. Thằng này nó nhậu, nó qua rủ anh nhậu hoài, anh sẽ không đi nhậu nên chơi cái thú vui sang chảnh hơn là bây giờ anh sẽ chơi những thứ gì đó đột biến. À đây là con cá coi đột biến nè, em nhìn đi cái không. Sao mà anh cái gì cũng thích đột biến hết vậy? Con này nó lạ lắm. Con này hả? Đó. Con coi đi. Ý, cái con này là con cá chép mà chồng. Cá chép gì? Đúng rồi. Con cá coi. Coi đâu mà coi. À nè, mày coi con cá coi, phải con cá coi không? Nó đột biến anh mày không hiểu chứ. Con cá này rất là lạ. Sao? Tại vì biết sao không? Con mẹ của con cá này á là nó có sống chung với con cá ba đuôi. Cá ba đuôi được sống chung rồi bắt đầu cấy vô một chút xíu trứng, rồi xong rồi nó ở chung với lại con cá bảy màu nữa, một chút xíu trứng cá bảy màu, và cuối cùng là ở chung với con cá chép, và bây giờ sống trong cái bụng của con cá coi. Nó cái cấy cái trứng đó, cấy cái trứng nó vô con cái bụng con cá coi, xong con cá coi mới đẻ ra con này. Là con cá này cá đột biến, nó 3-4 giống ở trong đây. Nó đê mê vậy là thua rồi. Trời ơi, nó mua con này không bỏng tiền chết tôi liền á, phải không? Trời, con này mắc chớ nhiêu? 300. Cái gì? Trời ạ. 300 triệu là mười hết cái mảnh đất của em rồi chồng. Trời em khùng quá, 300 ngàn. 300 triệu là anh mua lan đột biến rồi, chứ đâu phải mua con cá coi đột biến làm gì. Thôi mà nếu là 300 ngàn thì không phải là con cá như hồi nãy kể là sống gần, tiếp xúc gần, em một gấp hai đâu. Không mày dám quê mà. Quá, mày quê quá. Thôi con cá này mà vô nồi lẩu lụm à, ngon à. Lụm không? Mày cứ chỗ này lẩu lụm à. Mày bớt đi.
Mày suốt ngày nhậu hoài. Con cá này nè, bây giờ tôi sẽ xây một cái hồ, xong tôi thả con cá này vô. Mai mốt con cá này nó nằm được nhiều người biết, nó nổi tiếng rồi nha, là bán nó là tiền không, tiền không đó nha. Thôi bây giờ tôi xin lỗi thiếu rồi, tao nói nè, tao là bạn đột biến nè. Mày đột biến? Tao đột biến à? Mày có gì đột biến? Chơi nhau mấy chục năm giờ muốn nghỉ chơi nghỉ bao, mình đợi nó đi. Mày mà chơi này hoài mày quên tao, mày quên đám bạn là đột biến mày luôn á. Mày biết. đột biến kiểu đang mày chơi muốn nghỉ hả? Mày đột biến mà. mày đi chơi với khỉ đột đi. Mày biến đi chơi với khỉ đột đi. Không. Tự nhiên à, bạn bè không ủng hộ nhau thôi. Cái gì? Nhưng mà em thấy là hả, ảnh nó cũng có lý á. Anh cái gì cũng đột biến nó thiệt ở nhà, thà anh đi nhậu cũng đỡ tốn tiền hơn chơi mấy cái đột biến này. Trời ơi, em ơi. Đừng có thiện cận quá, mình phải hướng về một cái tương lai đi. Em là bây giờ anh là cái gì cũng hay đột biến bây giờ nè. Em là vợ anh nè, em sống trong căn nhà này với một người chồng thích những thứ đột biến như vậy. Thì em là một người vợ, thì em hãy biến đổi mình đi, em hãy biến thành một người vợ đột biến đi. Cái gì? Trời anh... ơi. Anh Bảy. Anh Bảy. Nghĩ sao vậy? Giờ muốn tôi trở thành người vợ đột biến hả? Được rồi, chuyến này hả, tôi sẽ đột biến cho anh coi. Ở đất này thế gian ai đẹp được dường như ta. Xưa kia Bạch Tuyết đẹp nhất trần, ngày nay lại có ta muôn phần đẹp hơn sao? Không có nha mày. Đứa nào vậy? Đứa nào cắt ngang nguồn cảm xúc của tôi vậy? Tao. Trời đất ơi, Duyên, người ta đang giải trí với thiên nhiên, tự nhiên sọt ngang miệng vô à, mất hứng dễ sợ. Mày đi ra đây đi. Hai, mày vô duyên quá. Tao đang vui đùa cùng thiên nhiên à. Mày sọt ngang là tao đã mất hứng rồi, giờ còn bắt tao đi vô trỏng nữa. Mày muốn nói gì mày ra đây mày? Tao gì á? Kiếm mày nãy giờ mệt quá à. Kiếm tao làm chi? Tao trả đồ cho mày nè. Bây giờ mày trả lại tiền cho tao đi. Hê? Không nha. Tao tự nhiên trả đồ cho tao. Ủa? Đồ của tao đưa cho mày là để làm cho mày đẹp lên, làm cho mày lồng lộn quyến rũ lên. Ôi, bây giờ tự nhiên cái mày đem trả cho tao, sao mày ngu quá vậy? Mày làm cho tao đẹp hả? Ờ. Mày nhìn tao đi. Chồng tao á hả, nó quýnh tao chạy muốn chết. Rồi bây giờ mày biết sao không, dòng họ nội ngoại tao á hả, cạch mặt tao hết rồi. Chết rồi. Tao trả mày á, mày không. Trả tiền tao. Không có chuyện đó. Chắc chắn là mày làm sai lời dạy của tao rồi. Tức ghê vậy đó hả? Đâu mày quay cái mặt của mày lại đây tao coi. Nè. Trời ơi. Mày kêu tao là dễ mắt. Mót ơi là mót. Mày làm như vậy là hỏng chuyện là đúng rồi. Tao kêu mày á là vẽ cái mắt cho nó hơi xách lên xíu thôi. Thì tao vẽ mắt xếch nè. Mày vẽ hai cái lưỡi kiếm lên mắt mày thì có. Mày vẽ hơi thôi để nhìn cho nó quyến rũ, nó modern, hiểu không? Trời ơi, bà vẽ hai con dao lên mắt bà hay gì? Nhìn là muốn chảy máu hả? Tao không biết đâu, bây giờ mày xúi tao vẽ cái gì xếch lên tao không biết. Mày nhìn nó đánh mặt tao nè. Nó đánh bây giờ mày nhìn đi. Nhìn giống như cô là hả? Con ma vậy á. Tại vì mày không có chịu làm đúng theo lời tao. Thì tao làm đúng theo lời mày rồi đó. Tao nói thiệt với mày á, mày quê mùa lắm. Mày có chồng mà mày không biết cách giữ chồng. Tao biết chỉ cho mày, tao thương mày là bạn tao. Tao chỉ cho mày gợi cảm thêm, quyến rũ thêm. Mày phải ăn mặc đẹp lên, make up nè, mình làm tóc cho nó modern lên. Đó, thì chồng mình á, nó nhìn mình nó mới mê mình. Thôi tao không biết đâu. Mày đừng có mà hả nói. Bây giờ tao chỉ biết là tao trả cho mày cái đống đồ này. Bây giờ là mày trả tiền lại cho tao thôi. Thôi đi. Tao biết âm mưu của mày rồi. Nè. Đừng có làm cái vẻ nạn nhân ra ở đây. Bây giờ mày đạt được mục đích rồi. Mà mày không muốn tốn tiền. Mày kiếm chuyện để mày đòi tiền lại đúng không? Tao đạt mục đích hả? Mày nhìn cái mặt tao đi. Bây giờ hả, chồng tao nó còn tính đưa tao đi trục vong nữa. Dòng họ tao bây giờ ai cũng xa lánh tao. Tao đạt mục đích gì? Thì từ từ để tao tính. Mày tính cái gì? Mày trả tiền lại cho tao đi. Tự nhiên tao đưa mày mớ tiền, bây giờ tao bị quýnh vậy nè. Mày im đi, mày nông cạn lắm. Bây giờ cái vấn đề gốc là từ mày, chứ không phải cái chuyện mà trả tiền lại hay không.
trả tiền lại mà mày mất chồng thì cũng vậy hả? Ừ ha. Ờ. Giờ sao mày? Thì đó, mày phải từ từ. Ví dụ như cái cách này không có được, thì tao sẽ ráng tao suy nghĩ cái cách khác để tao chỉ cho mày. Mày giữ chồng. Mình còn cách khác hả? Sao không còn, trời ơi, người ta là trăm phương ngàn cách đạt được mọi chuyện à. Mày không... chỉ đi, tao nghe lời mày hết mày một lần này nữa thôi đó. Thế, nha. Cái chuyện mà trả tiền lại cho mày nó quá dễ, dễ lắm Móp ơi. Nhưng mà cái quan trọng là giữ chồng cho mày kìa. Thiệt á, mày khờ lắm. Tao nói thiệt nha, tao mà là mày á, chồng á là phải giữ tao chứ không có chuyện mà tao cứ kè kè đi theo phải giữ chồng đâu. Mày nói như vậy đó mà hồi đó thì tao thấy mày có một mình nên là có ai hốt mày đâu. Nè, tao không phải là tao ế, mà là tao kén. Tao kén, tao chờ cái mối nó ngon lành thực sự tao mới hốt, hiểu không? Thôi được rồi, bây giờ mày giúp tao đi chứ mày vậy để vậy giờ tao không biết sao luôn. Rồi, biết rồi, bây giờ vậy nè. Mày phải cố gắng làm sao để mà khiêu gợi lên, sexy hơn nữa lên. Đây nè, mày phải mặc cái đầm nào ngắn hơn cái đầm tao đang mặc, hở hơn cái đầm tao đang mặc, mỏng hơn cái đầm tao đang mặc. Mày ghê vậy? Trời ơi, sao thấy ghê? Mày có biết tao thay bao nhiêu đời bồ rồi không? Trong khi mày mới có một đời chồng mà. Bởi vậy mày phải bắt chước tao. Nhưng mà mày chắc cái cách này là lần này là ok không? Trời ơi, có cần là tao đưa danh sách bồ của tao ra cho mày coi không? Tao nhiều bồ lắm luôn đó. Trời ơi, đàn ông nó mê lắm. Mình khiêu gợi, mình sexy quyến rũ lên, phải không? Nó mê mình đó. Bỏ ngay mấy cái bộ bà ba này đi. Tóc tai này nè, nhuộm lại hết cho tao. Xõa ra sủ sợi lên, hoang dại, hoang dã lên. À, chắc nha mày. Chắc chắn mà. Lần này nếu không được nữa thì tao mới trả tiền lại cho mày. Mày nhớ nha. Thôi bây giờ tao tin mày một lần cuối cùng này nữa. Nếu mà không có thành công á, mày trả tiền lại cho tao nha. Rồi đó, thà là bây giờ tao chỉ hết cách rồi mà mày vẫn không thành công, thì tao mới cam tâm tao trả tiền lại cho mày. Chứ giờ trả sớm rồi bỏ mặc mày, mày mất chồng tội nghiệp mày. Tao biết rồi. Vậy thôi mẹ, bây giờ tao đi về nha. Đúng rồi, đồ cứ giữ lại. Tao làm theo cái cách của mày liền. Đúng rồi. Nha, có gì tao báo mày nha. Ừ. Nha. Không được là mày nhớ mày trả tiền tao nha. Ừ, biết rồi. Nhớ nha. Sexy lên, khiêu gợi lên nha. Công nhận cái con này nó ngu dễ sợ. Đúng thiệt là con nhà Tông mà không có giống lông thì phải giống cánh chứ. Tí, con đang ngắm cái gì vậy? Dạ con đang ngắm lan. Ngắm lan, con thấy cái gì ở trên cái lá? Dạ con thấy cái rễ già thon lòn. Đó là sự đột biến. Con bắt đầu hơi hướng phái chơi đồ đột biến giống tía rồi đó. Ê, bây giờ là hai đứa mình chơi đồ đột biến với nhau. Thì hổm rày ở nhà tía có bắt con cá coi vậy đó. Theo như cái sự chuyên môn của con thì con nhìn thấy con cá coi của tía như thế nào? Con thấy cái sự đột biến của con cá coi của tía giống như con cá ba đuôi á. Đó là sự đột biến, đó là con ba đuôi. Là sao? Là con thấy sao? Giống con cá ba đuôi á. Thì cuối cùng nói là con cá nào? Là cá ba đuôi. Ê, bắt đầu quan điểm rồi đó nha. Cái sự đột biến đó là nó kỳ lạ ở chỗ mà nó hòa hợp, nó khác người mới là đột biến. Ê, sao tự nhiên mới thấy giống tao là bây giờ cà khịa tao lại vậy? Phải không. Phát hiện ra sự đột biến kỳ lạ đó chứ. Nhưng mà con thấy nó giống con cá ba đuôi thiệt. Càng ngày thấy mày càng chả treo nói ra một tiếng là trả lời một tiếng. Thấy mày càng ngày cái tướng mày giống ông Sáu rồi đó. Cái gì đó? Cái gì mà hai cha con ồn ào mất trật tự quá vậy? Cái gì bắt nạt con tôi? Cái gì mà ông Sáu ở đây? Không đó, bây giờ nè, thẳng đây nè, ba mặt lời giải quyết chuyện gia đình luôn. Tôi nói nó là con tôi, đúng không? Mà nó phải tập tành biết chơi đồ đột biến. Mà nó chơi đồ đột biến âm ba tơ tầm bậy. Là nó nói lúc nào cũng cà khịa tôi là tôi không biết chơi đồ. Mà thấy nè, càng ngày cái tướng nó mớm rầm rầm. Giống ông Sáu lắm nha. Giống ông Sáu lắm nha, có dính dáng gì không? Ê, tôi nhịn anh đủ rồi nha. Cái gì nói giỡn là nói giỡn nha. Còn cái này anh nói là anh xúc phạm tôi là tôi xúc anh luôn á. Ê, vừa phải thôi nha. Bây giờ hỏi nó là con nít không biết nói. Nè, chú Sáu, hổm rày, con làm gì con qua nhà chú Sáu hoài?
Dạ con qua con chơi, nhưng mà chú Sáu thương con lắm. Chú Sáu cho con leo lên cây hái trái cây ăn, với lại cho bánh nữa. Rồi sao? Chú Sáu kêu con kêu là bằng ba. Thấy chưa? Trời ơi! Cái gì vậy? Thấy chưa? Bây giờ con nít là không biết nói dối nè. Bây giờ nó đã tự tìm về lá rụng về cỏ, nó tìm được ba của nó rồi. Nó qua nhà ba nó chơi, nó leo cây. Vậy nó cái gì? Qua đây, qua đây. Phải kiểm chứng lại mới được. Nè, bây giờ nè, thí dụ cái gương mặt này nè, mà nó có cái mục ruồi ở đây nữa, nó có mấy sợi râu rồi nữa. Ý, khuôn ông Sáu rồi. Làm gì có chuyện đó. Nó là con tôi thì sao không giống tôi? Ủa? Anh á hả? Anh là cái người mà thích chơi đột biến mà. Bây giờ anh thấy chưa? Anh thấy con anh nó đột biến luôn chưa? Bây giờ anh không tin đúng không? Anh không tin nó là con anh. Anh đi xét nghiệm đi. Con tôi nó đột biến rồi hả? Là nó đột biến nó giống... Giống cái gì? Anh làm gì vậy? Đứng đó! Mới nói có một câu rồi tính bỏ nhà đi đúng không? Thấy đột biến này càng ngày càng nguy hiểm quá. Nó đột biến căn nhà tôi quá kỳ lạ rồi. Bây giờ tôi phải đem con cá đột biến là tôi đối chứng với thằng bán cá. Phải cá này cá đột biến không? Nó có lừa đảo tôi không? Chứ mấy nay hoang mang quá. Từ lúc này nhà cãi lộn tùm lum ta la. Khỏi đi, tao đi rồi. Tao biết thằng đó nó lừa đảo rồi, tao hỏi tội nó. Ai về cái đó người ta bu đen bu đỏ trơn không? Biết thằng nó là gian dối bị phạm pháp, thế nào pháp luật trừng trị nó. Bây giờ nè, chỗ bằng già tao giúp mày ha. Mua cái là 300 ngàn. Nó lậu hai mình xử, chịu không? Mày biết thằng đó trốn luôn hả? À, nó lừa đảo tao hả? Nó lừa đảo. Mày cúi xuống coi. Cái gì? Cái gì vậy? Cái gì? Bà coi coi, giống ai? Giống ai? Giống ai? Con của tôi, con của tôi. Không con à. Của tôi, con của tôi. À. Bây giờ trời ơi trời. Từ lúc chơi đột biến rồi tôi bị điên, cái đầu tôi đột biến quá. Nè nè, không cần 300 ngàn đâu, tao cho mày con cá luôn. Mày đi phóng sanh đi. Kể từ giờ, bây giờ tao sợ quá rồi. Bây giờ tao quá sợ rồi, tao sẽ không chơi đồ đột biến gì nữa. Tao sẽ sống một con người bình thường, một cuộc sống bình thường. Yêu vợ, thương con, không đột biến gì nữa hết. Đúng không? Vậy mới thực tế không? Tối ngày đột biến hoài. Vui lắm à nghe. Cái này cũng ngon quá ca. Sắp hết rồi. Gì gặp tôi mắc nghẹn? Má làm con nuốt đi là nói. Mày sặc nữa chừng chở mày nhập viện không kịp á. Chào má. Chào con. Con thấy má con hết hồn á, con nuốt vô mắc nghẹn. Tao không hiểu gì khi tao má bay mà mày làm như tao quỷ ma gặp tao hết hồn. Má ăn má. Thôi cảm ơn, ăn nhiều mập đi không nổi. Dạ, ăn nha má. Ừ, ăn đi con, chứ tương lai mày cũng bằng tao đó. Ráng nhét vô cho nhiều đi, cho nó nở ra ha. Không có má ơi, thiệt sự là con phải thích ăn vậy mà tại vì á bây giờ không có gì để ăn hết, phải ăn đỡ má. Gì không có gì ăn? Làm gì không có gì ăn? Ta thấy hôm qua bay mới đi mua thiếu cái gì bên bà Sáu đúng không? Con mua thiếu mì gói. Đó. Nhưng mà con ăn hết rồi. Thiệt tình không biết nói làm sao luôn á. Mà nè. Dạ. Làm gì mà mỗi lần qua đây tao thấy nhà cửa bay nè, thấy không, bụi đóng lớp lớp, trời đất ơi, ngồi dơ cha nó cái quần rồi. Ok kìa, dán nhện đầy không có chịu quét là sao con? Không có má, con có quét chứ, nhưng mà mình quét xong rồi cái nó lại bị lại thì thôi kệ nó đi. Ủa vậy chứ ngày nào mày cũng ăn rồi mày đói lại thôi, mày đừng có ăn. Dạ nhưng mà như vậy thì đói không chịu nổi má ơi. Dơ mà chịu nổi, đói thì chịu không nổi. Thôi, riết rồi thấy nói bay giống như đờn khả tay trâu mệt quá. Rồi bây giờ nè, hỏi nè. Dạ. Chồng đâu? Con đâu biết nó đâu. À, chồng con hả? Ờ. Đang ngủ trong phòng. Bà Lem. Lem à. Lem. Gậy nào nửa đêm qua nhà tao la âm sâm vậy? Con gái mẹ mày. Đây, ngồi đây nha. Gái mẹ ngồi đây. Mày ngủ hay quá à. Tao thiệt mày không thấy cái cặp vợ chồng này như tụi bay luôn á. Vợ thì ngồi ăn mà tao nói nhà cửa dơ hay vẫn ngồi ăn li ăn lịa. Còn chồng trời ơi, tao nói bước ra một cái xin lỗi nha, má muốn xỉn rượu với nó luôn á. Sao vậy má? Trời ơi, mày không nghe mùi rượu trên người đó hả? Con ngửi riết con quen á nên con thấy bình thường rồi má ơi. Ôi là trời, thiệt luôn á. Nó uống chung con mà sao nó ngửi được. Trời ơi. Rồi sao vợ chồng mày tao không thấy lúc nào đi làm hết trơn vậy? Hả?
Dạ đâu biết làm gì đâu má. Trời đất ơi, không biết làm gì vậy. Hồi nào giờ má cho ba cái tiền mà tụi bay mới cưới rồi cho ít để làm vốn. Dạ xài hết rồi má. Thí dụ như xài hết thì mình cũng phải chịu khó. Bây giờ mình gà vịt rồi heo má cho tụi bay để tụi bay nuôi rồi sao rồi? Dạ con ăn hết rồi. Cái gì? Dạ tụi con thịt ăn hết rồi. Mấy cái con có chút xíu có mấy lạng mà cũng ăn được nữa hả? Con giỡn với má ơi. Thấy con vậy chứ đâu có bị khùng. Nhỏ xíu ăn thịt nó không có bao nhiêu. Cho nên á con đem bán cho ta rồi. Chứ con hỏi má nha, bây giờ mình nuôi nó tốn gạo tốn thóc, rồi biết bao giờ nó mới lớn. Thôi bán luôn. Rồi vậy nè. Dạ. Thí dụ như mình ăn hết cái đó rồi á. Dạ. Thì ruộng á. Ruộng á. Dạ. Ở ngoài đó đó, cỏ nó mọc nhiều quá, mình đi mần cỏ bớt đi để nó lên lúa, rồi mình mới có lúa mình ăn, con hiểu không? Trời ơi, cỏ nó mọc giờ mình cắt mốt nó cũng mọc ra lại rồi. Để giờ nó mọc lên vậy nó che nắng cho mình má ơi. Con ba cái lúa mà má đem qua má cho tụi con á. Con cũng bán. Bán rồi má. Bán. Tao đưa lúa cho tụi bay để tụi bay xay cho tụi bay ăn mà sao bán? Xay cực. Bây giờ xay ra mình trồng lên hột lúa xong xay ra nữa thành hột gạo rồi mình cũng lấy cái gạo đó mình đi đổi rượu. Con trực tiếp luôn, con lấy cái lúa má đưa con đổi rượu luôn. Vậy cho nhanh đó. Rồi một bình mày mà mày uống hết mấy tấn lúa của má luôn. Theo có má, con phụ nữa, hai vợ chồng nhậu nó mới vui. Nói được à, không bỏ anh em thôi chơi được. Thế được chứ. Mệt mỏi quá. Sao má có gì đâu mệt má. Má thấy hai đứa tụi con á, cái cuộc sống của tụi con là cuộc sống vợ chồng son. Dạ. Nha. Mà mua thiếu từ đầu sớm tới cuối sớm. Đã vậy lười biếng không biết làm một cái gì hết trơn trời á. Thiệt giờ má hết ý kiến nó rồi. Thôi. Bây giờ còn có cái nhà đó. Nhắm tụi bay ăn luôn được cái nhà tụi bay ăn nha. Dày lắm ăn đâu có được đâu má. Thôi thật ra hôm nay má tới đây tụi con nhà chống bơ không có gì hiếu thảo với má. Con thấy cũng mấy nấy lắm. Mấy má có tiền không? Cho con đi ra con mua cái gì về cho má ăn. Thôi nha. Nói tới đây là tao hết muốn nói chuyện với tụi bay rồi. Hai đứa tụi bay lấy nhau á, đúng thiệt là trời xanh một cặp tụi bay á. Ha, vừa lười biếng vừa ham ăn hốt uống, phá của nữa. Còn có cái nhà nè, nhắm ăn được thì ăn luôn đi. Từ rày sắp lên má không cho bất kỳ một món nào nữa hết. Tao về. Trời ơi, tao ở đây riết tao tức tao chết luôn á. Má. Má về, má về, má nhớ là má chỉ có đứa con trai duy nhất thôi nha má. Hên ghê luôn á. Má mà không có về má ở đây nè, không biết có cái gì đãi má ăn luôn. Biết sao không? Cái chỗ em mua mì gói á, bữa nay người ta không bán thiếu luôn á chồng. Mày lo ăn đâu mà, cho miếng ơi. Hết, nè ăn cái mới đi. Cái gì vậy? Tự nhiên má qua đây vậy ta? Thì có sao đâu, má qua bình thường mà. Chết tao rồi. Cái gì trời vậy? Trời ơi. Chết cái gì? Ai chết? Một thằng nhậu lú thôi, thêm con vợ ngu nữa. Chết rồi, trời ơi. Sao biết tại sao má qua đây rồi? Sao biết? Trời ơi, hôm bữa má tao nói đất của má tao đang nằm trong cái diện bị quy hoạch. Làm sao? Hôm nay má tao qua thế nào má tao cũng nói về cái chuyện được đền bù đất quy hoạch. Má. Trời đất ơi, trời đất ơi, mày làm cái trò gì vậy? Má. Ê. Sao hai đứa tụi bay chửi má? Dạ không, con gọi má rất thân thương. Má tưởng má qua nhà tụi con xong rồi má muốn đi về là dễ hả? Ủa má đi về thôi, má đâu có lấy cái gì tụi con đâu mà sao tụi con chặn đường má? Ngày hôm nay má phải qua nhà tụi con để tụi con hoàn thành hiếu đạo với má. Đúng rồi má. Má phải để cho tụi con được chăm sóc má, được báo hiếu cho má, không có để cho mọi người đánh giá tụi con là những đứa con bất hiếu được. Ôi là trời, phải không vậy? Phải hai cái đứa mà bình thường ta nói là trời sinh một cặp đó. Có thằng con vừa ngu mà vừa lười, con nhà này vừa lười mà vừa ngu. Má. Ừ, không tin luôn, má không tin là hai đứa nói được vậy luôn á. Cái đó là quá khứ rồi má. Đúng bây rồi giờ má. Tụi con khác rồi, tụi con sẽ cho má thấy hình ảnh mới của tụi con. Thôi thôi thôi, má nói thiệt, má không có ở với tụi bay được. Nếu mà má ở chung với tụi con á, là nói thiệt, cái cảnh mà tụi con ăn uống bày hày ăn ở, tụi nó không có biết chăm lo cho tương lai cuộc sống có như tụi bay đua hết. Thế nào, tao chữ riết tụi bay cũng đuổi tao về thôi. À, làm sao tụi con đuổi má về được? Má nói như vậy là má sai với tụi con lắm luôn đó. Má phải qua ở với tụi con, để cho tụi con hoàn thành hiếu đạo với má. Má phải nhớ là má chỉ có duy nhất thằng con trai yêu thương má và một đứa con dâu hiếu thảo với má. Là con nè má. Thì tao nổi da gà quá.
Thôi để cho má về đi, má năn nỉ. Không. Má ơi, ngày hôm nay cho dù như thế nào má cũng phải đi về nhà với con nha má. Trời ơi, buông ra coi con dâu, dâu. Không má. Lẹm. Kêu vợ bị buông má ra coi. Trời ơi, đường xình. Tao té một cái mà chết tươi ở đây đó con. Sao vậy má? Trời ơi, buông ra. Má nói đúng đó, em buông má ra đi. Em yếu lắm, để anh siết má cho. Cái gì vậy? Hôm nay bằng mọi giá má phải về nhà với tụi con. Đi em. Đi, tụi bay phụng dưỡng tao hay bắt tao vậy? Trời ơi, phụng dưỡng kỳ cục vậy. Buông ra. Thề má, thề, thề. Tê, tê, tê. Tê, tê, tê. Biết chỗ này đúng không má? Không, không có tê quá, tụi bay dở tay cao quá nó tê. Rồi, tê. Để em. Dạ, em làm nhẹ lắm. Đây, đưa đây má. Má, con mời má uống trà. Uống trà đi má, dạ. Trà ô long đó. Trà thượng hạng luôn á má. Má, má thử coi ngon không má? Thơm dữ đó. Ngon quá con mời. Phê phê chịu ê kéo dài luôn rồi. Trời ơi, cái trà thơm. Dạ, cái trà này nó mắc tiền dữ lắm á. Nhưng mà cái hậu nó hơi chát chát nha. Nó ngộ ngộ á. Trà xịn đó nhỉ? Trà xịn lắm á. Không, nó ngộ lắm. Sao ngộ nè? Cái vụ này ngộ nè. Sao? Cái vụ gì ngộ đâu má? Cái vụ cái tự nhiên cái tao ngồi đây tao liệt ngang luôn vậy đó. Lâu lâu má qua thì chỉ cho má già yếu thì hai vợ chồng con thì má xa em, cho má. Má già yếu gì đâu, thật ra là tụi con muốn hiếu thảo với má thôi. Ai dạ đúng dạ, rồi. Con chăm sóc má thôi. Má. Ngồi. Dạ. Ngồi ngồi đi. Đứng nó mệt quá. Đứng ngước ngước lên thì mệt nè. Má nói nghe nè. Dạ. Tụi bay làm sao? Sống ổn không? Chứ tao thấy cái gì đâu mà mới rồi sớm mơi nghèo lắm luôn á. Nha, không có một cái gì hết mà bây giờ tao nói cái gì đâu mà tao quá trời là nhà cửa rồi vịt gà rồi heo rồi cái gì mà tùm lum tùm la hết vậy. Má biết làm sao không? Tại vì cái lúc đó mà má qua sớm quá đó là tụi nó đi tập thể dục, con thả tụi nó đi tập thể dục quá má. Ôi trời ơi, tụi nó mới về. Rồi ai giữ tụi nó? Dạ không có cần thuê giữ. Người thuê người. Trời ơi, nhà tụi con như sở thú vậy, thả đi không đâu. Tối đó tự quay về. Nó có huấn luyện hết. Dạ. Ủa vậy luôn hả? Con nói má nghe, đâu phải là tự nhiên mà có. Nhờ bàn tay của hai vợ chồng con chăm chỉ lao động vất vả mà tụi con mới có được cơ ngơi ngày hôm nay. Đúng rồi má. Ngộ ha. Tất cả những gì mà má thấy từ sáng tới giờ đó, thật ra là tại tụi con thương má. Tụi con muốn má bị sốc á. Tại vì khi mà tụi con nói tụi con giàu mà giàu cái cỡ này á là thế nào má cũng bị sốc. Mà má sốc rồi lỡ má có chuyện gì á con mang tội bất hiếu. Con phải giả bộ giấu, giả bộ nghèo. Má biết làm sao không? Thật ra là tụi con giàu từ lâu dữ lắm rồi. Giàu lâu rồi hả? Dạ. Ủa ngộ ha. Cấp trước mà tao tới nhà bay chơi á, tao nói nhà bay cái gì đâu mà tao nói giường không nhà trống, không có một cái gì hết trơn trời. Có gì đâu má. Tại vì bây giờ đó cái thời buổi hả nó nhiễu nhương lắm. Khi mà mình có điều kiện mà mình giàu hơn ta là mình phải giả nghèo đúng không chồng? Đúng rồi. Thứ nhất là mình gần gũi với hàng xóm, người ta không có ganh ghét mình. Má biết không? Rồi tụi con sống kiểu trang hòa lắm, không có thích khoe khoang. Nhưng mà tại vì má là cái kiểu mà người thân của vợ chồng con, thì bây giờ nếu mà tụi con cứ giấu hoài thì nó kỳ. Đó. Nhỏ nói kỳ. Người thân vậy tôi đẻ chồng mày ra mà người thân. Dạ. Không mày á mày đó. Dạ. Má chồng nói. Kệ nó đi má, đừng có giận. Thật ra là tụi con cũng khiêm tốn lắm rồi. Tụi con muốn hòa đồng với mọi người cho nên khiêm tốn lắm. Nhà tụi con là cũng đâu có giàu có bao nhiêu, nhất cái huyện này thôi. Bậy rồi chồng, mình nhất cái tỉnh này luôn á. Trời, khiêm tốn ghê má. Hai đứa khiêm tốn quá. Dạ. Thôi bây giờ má nói thiệt, hồi đó tới giờ má cứ hiểu lầm hai đứa. Má nghĩ hai đứa tụi con là cái thứ mà siêng ăn nhát làm, rồi cái kiểu mà thích mà cái kiểu xài chứ không có thích mần ra, hiểu không? Nên má có trách cứ lộn thôi. Má xin lỗi nghe. Cái đó là bề ngoài của tụi con thôi. Em. Dạ. Hôm nay cho má ăn cái gì nè? Trời ơi. Ồ, có để ăn nữa ha. Trời ơi má ơi. Má ơi, con đãi má bình thường là nấu nhưng hôm nay con không nấu. Con đặt cho má một con heo quay đặc biệt. Một mình má ăn nguyên con heo quay. Dạ, mà cái đó là tráng miệng thôi má. Trời ơi. Dạ, con này ăn là chưa ăn khai vị mà tráng miệng gì em. Khai vị cho má khai vị con quên. Khai vị. Tại vì trong cái lúc mà chờ heo quay tới là con đã nấu sẵn ở dưới là hai con vịt mà con hầm coi như là nó nhừ mà cái xương coi như nó ra hết cái chất dinh dưỡng mà má không ăn cái thịt nha. Má chỉ ăn cái nước để nước nó bỏ có cái chất để nó
dưỡng cái xương của má, cái khớp của má nó không bị đau. À, cho cứng xương. Đó, đó là về phần ẩm thực, là về phần thức ăn thôi. Còn mà cơm, mình phải có cơm chứ. Dạ, đúng rồi. Cái gạo mà con nấu cho má là cái loại gạo mà trồng trên núi Phú Sĩ bên Nhật. Ê, khoan khoan, má thì nào giờ ít học. Dạ. Núi Phú Sĩ chỉnh người ta đóng băng tiết không à, mình trồng lúa được hả? Dạ, trồng xong rồi nó đóng băng lại, mình đục nguyên cục đem về đây xả băng ra, xong con lấy cái hộp gạo đó con nấu với nước giếng thành cổ loa cho má. Bảo đảm má ăn vô là má phê, chảy nước miếng, chảy nước miếng. Ủa mà có đã ăn không? Ăn nói chung là ngon má, nó ngon. Quý tộc á. Dạ. Thôi nãy giờ nghe kể không mà toàn mấy cái món mắc tiền ha. Dạ. Rồi tao nói khó mua nữa, cầu kỳ quá. Má chỉ muốn là gia đình mình có một cái mâm cơm, là cơm rau canh rồi chấm mắm ăn cũng vui, đầm ấm có không khí gia đình. Thôi mà má ơi, má, để tụi con hiếu thảo với má mà. Sao má cứ ăn khổ hoài? Để tụi con lo cho má không được hay gì? Má nói gì con tự ái lắm luôn á. Đúng rồi đó má. Thiệt á, tụi con nhiều khi á tiền xài không hết mà ăn má cũng không chịu ăn. Rồi bây giờ làm sao? Nhiều khi thấy má ăn khổ ăn cực cũng đau lòng lắm chứ bộ. Má khổ má cũng đâu có ốm, còn tụi con đừng có lo. Trời, không biết nói má sao luôn. Bây giờ hiếu thảo mà má cũng không cho nữa thì hận quá, hận quá. Ông bà nhìn xuống ông bà trách con chết. Nhiều khi người ta đánh giá là tụi con không có hiếu với má, tụi con mất hiếu để cho má khổ sở đó. Thôi thôi má xin lỗi hai đứa. Dạ. Để cho gì má ăn cái đó. Dạ. Muốn má làm cái gì má làm cái đó. Dạ. Để cho hai đứa được vui. Nói chứ đẻ con ra nuôi con lớn mà con thành tài tới bây giờ. Đó, cho dù không thành tài, không thành danh mà thành người là được rồi. Dạ. Yeah. Nói vậy là tụi con vui rồi. Tất cả là vì má hết. Cái gì tụi con cũng làm cho má hết. Nói chung là má muốn cái gì cũng được hết trơn. Kể từ bây giờ má chỉ cần má. Con nói má nghe nè. Bây giờ ăn á cũng không có muốn mà để cho má mà cái kiểu mà má tự ăn được nha. Đúng chồng rồi. Nha. Mình phải coi như là mình dân, mình đút cho má từng miếng. Ai là người đút cho má? Ai con? Một cái người con dâu hiếu thảo như thế này má phải nhìn kỹ mà con, má nhớ mặt con. Con sẽ đút cho má ăn từng miếng một, con chăm chút má từng chút một. Chắc tôi chết rồi á, chắc tôi chết rồi á. Má này là má của tôi mà. Trời ơi, bà ké không mà bà quá. Để con đút cho má ăn. Má bây giờ là hai cái tay má giống như là liệt đi. À, bị sủi nè. Ừ, rồi con đút cho má ăn. Má nhai không nổi, con nhai giùm má luôn. Thôi ghê, cái đó lớn quá. Dạ, con xin lỗi má. Dạ. Rồi rồi, ví dụ má muốn tắm rồi. Rồi rồi rồi, xong rồi tôi làm đâu rồi? Dì Hai. Chào con. Cái bộ hết của đồ khắp xóm làng như này, cái gì đó cũng mượn. Nhà con nó vét sạch hết. Mà dì, con nói gì cái này quan trọng này. Dì bảo ngay cái vợ chồng nhà nó thay đổi tính nết đi. Ai lại à? Cầm cả cái nhà này cho bà Sáu ở ngoài kia rồi đấy. Dì bảo chúng nó trả đi nha. Ê, tao lấy hộp quẹt mày đốt nhà tao luôn đi. Thôi con về nhá dì Hai, con về nhá. Ờ, dì cảm ơn con nha. Ê. Hai vợ chồng mày ngồi xuống. Ngồi xuống. Dạ. Nói chuyện. Ngồi đi. Dạ. Có ngồi không cũng câu giờ. Trời ơi, tự nhiên nãy giờ tao liệt ngang, giờ tao điên sản luôn á nha. Nãy giờ tao con, cái con đó nó nói đúng không? Hỏi chồng con không biết gì hết trơn. Lem. Dạ. Con nói má nghe. Dạ. Đúng hay không đúng? Dạ, thật ra con đó nó bị điên má. Nhưng mà nó đã đúng. Vậy là từ đó tới giờ người ta đâu có trách lầm hai chồng mày. Phải không? Đúng không? Tụi bay vẫn là những cái đứa mà siêng ăn nhát làm, đúng không? Tao không ngờ tụi bay tác tệ tới mức độ đó luôn á. Lừa dối má bởi vì má thấy có cái gì đó kỳ kỳ. Hồi sớm ra là tao thấy không có một con gà, một con vịt nào trong nhà này hết. Nhà này nhìn thấy mắt ghê ha. Rồi bây giờ gà vịt đầy nhóc, đã vậy còn pha trà nữa, sáng làm cái gì có cái bộ ấm trà này. Thấy chưa? Rồi chưa đâu ha, tụi bay tệ nhất là gì? Có cái nhà thôi mà cũng đi cầm cố cho người ta. Thôi hiểu rồi. Ý là muốn đối xử tốt với tôi như vậy. Đặng á, có cái gì tôi chia cho một mớ tiền đất cái gì. Cái tiền mà người ta đền bồi phải không? Xài. Má chỉ có tụi bay thôi. Trước sau gì má cũng cho. Đâu có cần phải gấp tụi con. Yeah. Đúng không? Yeah. Má đâu có sống hoài để má ăn. Yeah. Đúng không? Yeah. Bây sợ tao ăn hết cái của hả? Được rồi. Từ bây giờ không có tiền bạc chia chác gì hết. Cái nhà này cầm cố cho người ta. Ra đường ở. Má. Má đừng làm như vậy má. Thật ra tất cả những gì má nhìn thấy ở trong cái nhà này là vợ chồng con đi mướn á, mà dạ. Mướn là phải trả tiền á. Dạ, bây giờ tiền đâu trả. Má thương vợ chồng con một lần cuối cùng thôi má, con không bao giờ như vậy đâu. Thề với má luôn một lần luôn. Không có tiền
Bây giờ má hỏi thiệt. Dạ. Bình tĩnh. Dạ. Cái gì cũng có thể giải quyết. Dạ. Mướn nhiều. 5 triệu. Có 5 triệu? Dạ. Chỉ có 5 triệu thôi. Dạ má, ít lắm má, có 5 triệu à, má mới giúp đỡ được con. Có 5 triệu à? Dạ. Vậy tự trả đi. Tụi bay nói có 5 triệu đâu có nhiều. Có 5 triệu. Chừng nào người ta nói là trời ơi tới 5 triệu lần thì mới là nhiều, đúng không? Tự trả đi tụi con. Má! Vui lắm à nghe. Ăn sáng mình dạ không đợi anh dạ. Hay quá. Anh nhìn coi giờ này mấy giờ rồi. Đợi anh chắc em đói nhăn răng quá. Trời nó nghe nè, đừng có buồn anh nha. Tại vì biết sao không? Hồi sáng này nè, cái anh dậy sớm, anh chạy, anh tập thể dục. Cái xong nó lâu lâu mới đi tập lại làm cho người làm như nó đói em. Cái anh ghé là chỗ dì ba ăn sáng luôn rồi. Phải không? Sao hỏi kỳ vậy? Phải ghé ngoài dì ba ăn bánh mì không? Ờ. Hay là ghé qua bên chỗ của con Hạnh ăn bún bò. Nữa. Nó bóng nó gió gì ở đây. Đã biết em không thích thì anh có ghé là đó anh ăn đâu. Anh ăn bánh mì ốp la, hai ổ bánh mì đàng hoàng luôn. Thì không? Trời không, tin đâu hỏi ba coi. Ừ để em đi ra ngoài hỏi à. Trời ơi đi hỏi đi. Cái gì đâu sợ. Đâu ra đó đàng hoàng chứ bộ, anh ăn chỗ nào anh nói ăn chỗ đó. Ừ. Ví dụ có ghé bên chỗ Hạnh ăn cũng được vậy, anh có gì đâu mà phải lo. Ờ hay lắm. Ừ. Ừ coi như là tin đi. Ủa mà sao sáng ăn gì không ăn, tự nhiên nấu mì ăn vậy? Chứ có rảnh đâu mà chạy đi mua đồ ăn. Nhà có mì, nấu mì ăn chứ còn lẹ. Ừ. Cái gì vậy? Sao tự nhiên quặn quặn đau kỳ ra? Làm cái gì quặn quặn? Nó bị giống như là bị quặn quặn đau đau. Cái gì kỳ vậy? Chắc để anh đi toilet cái. Úi chà. Nó đau, nó hơi đau. Kỳ vậy, mới đi ăn sáng về, sáng giờ có ăn gì tầm bậy không? Có ăn gì tầm bậy đâu. Ăn có bánh mì với lại ốp la thôi đó. Phải không đó nha, thấy này là nghi lắm mà nha. Ủa trời, em nói chuyện gì mắc cười vậy? Giờ tới giờ này còn nghi ngờ anh nữa hả? Thì ai biết sao chứ bình thường mọi ngày em cũng thấy ăn bánh mì của ngoài cô ba đó. Thì bình thường là anh ăn có một ổ, nay anh ăn hai ổ. Ăn hai ổ rồi đầy bụng rồi sao? Trời. Ừ. Nhiều khi nó chạy xương sớm mà nó làm mình bị gì? Cảm. Bị cảm hả? Ừ. Vậy sao? Cảm nhiều khi nó quấy lên cái bụng. Coi. Thấy em ngồi sao rồi? Nó làm như nó ớn lạnh rồi nó hơi đau đau bụng rồi thôi chứ có gì đâu. Thôi vậy để em chạy xuống á, em pha cho anh ly trà gừng anh uống cho ấm người nha. Nói rồi đi tập thể dục thì cũng phải canh giờ sao, đi cho sớm quá rồi xương xuống cảm lạnh là phải rồi. Đợi em xíu. À nè uống đi. À. Sao? Thấy đỡ chưa? Nó đỡ hơn được chút à. Mà sao nó cũng còn bị ớn lạnh. Nó làm như kiểu bị trúng gió hay gì á. Cái gì? Nó ớn lạnh rồi. Ủa, trời, sao người anh lạnh ngắt vậy? Ờ, mà nó bị quặn quặn đau đau nữa. Thôi. Bây giờ anh thấy trong người anh ở nhà một mình được không? Được. Vậy à? Làm gì? Em chạy đi ra ngoài tiệm thuốc, em mua thuốc cho anh uống chứ gì? Em tính bỏ anh nữa hả? Khủng quá à, em chạy đi mua thuốc cho anh uống chứ bây giờ hai đứa ở nhà rồi anh bị vậy rồi sao mà hết được. Nhớ đừng bỏ anh nha. Khủng quá à, ở nhà nha. Có gì là gọi điện cho em liền nghe chưa? Rồi, em biết rồi.
Trời ơi, hấp dẫn không? Ngon ngon. Món mới. Sao tôi nghĩ được cái món này hay thiệt á. Đó, ăn miếng lòng heo vô, ăn vô. Đây cái bằng phèo nè. Đúng rồi. Ngon rồi đúng không? Em biết là em nấu ngon mà. Cái vị cũng hơi ngon, lạ lạ. Mà cái lòng á nó không có mùi lòng. Ủa sao kỳ á? Nó có cái mùi mà từ cái lòng rồi nó đi ra ngoài á. Là mùi gì? Là mùi cất heo á. Giống như là nè nó thum thủm này á. Trời ơi thì đúng rồi, lòng heo thì gặp phải nghe mùi phân heo chứ làm sao. Tại vì á ruột non hay là ruột già gì thì cũng chứa phân heo rồi sao mà mới đi ra ngoài chứ bộ. Không phải, nhưng mà anh thấy là bình thường người ta làm nó cũng đâu có nghe mùi này đâu em. Tại vì người ta làm á thì người ta làm qua nhiều công đoạn, còn em á thì em chỉ rửa bằng tay sơ qua thôi à. Biết làm sao không? Tại vì em nghĩ á là mùi lòng heo thì phải nghe mùi phân chút xíu thì nó mới ngon. Chứ giờ mình bỏ xíu rượu vô thì nó cũng hết mùi phân thôi. Nhưng mà vậy thì đâu có còn là lòng heo nữa. Không, nhưng mà người ta làm là không có nghe mùi này. Cái mùi này ăn vô cái tự nhiên nó thấy kỳ, nó bị sượng cái sự ngon lại liền. Anh sao á, giống như anh ăn mắm nè đúng không? Thì mắm thì nó phải nặng mùi. Nặng mùi thì mắm nó mới ngon. Giống như là mắm tôm nè, mắm cá nè. Cái nào mà không nặng mùi thì lòng heo cũng vậy. Lòng heo phải nghe một xíu mùi phân heo thì nó mới là lòng heo. Chứ không thì nó đâu có còn là lòng heo nữa. Đúng không? Em nói đúng không? Thì nói cũng đúng đó. Đó. Nhưng mà mắm là mắm, còn lòng là lòng chứ mà. Anh ăn nhiều chỗ cũng đâu có vậy đâu. Nhưng mà cái món này là nó vậy đúng không? Đúng rồi, nó phải là như vậy thì nó mới là lòng heo. Anh ăn đi, đảm bảo là ngon luôn. Sức khỏe dồi dào, không có chuyện gì mà ảnh hưởng hết trơn á. Rồi, xin phép anh được ăn miếng tàu hũ trước nha. Ăn đi. Rồi, ăn mà sức cứ chừa lòng hoài à, lòng phải ăn vô. Alo Hạnh hả? Xin lỗi, đây, trà gừng nè. Anh uống miếng trà gừng vô đi cho nó ấm bụng. Ôi, trà nóng quá. Thì trà gừng thì nó phải nóng chứ làm sao. Gán uống miếng đi. Thổi nhẹ cái coi. Trời. Rồi. Thổi chưa? Uống đi. Sao kỳ vậy ta? Em làm cho anh ấm bụng rồi, trà gừng cũng uống rồi, thuốc cũng uống. Nữa hả? Ai chịu đi. Trời ơi. Được không vậy? Rồi chừng nào vô tới trong toilet biết nữa. Đực ơi. Ủa? Uống đực đâu rồi sao? Dạ, ảnh đang bị Tào Tháo dí ở dưới sao kìa. Ủa gì hả? Dạ. Xong chưa mày? À dạ, đứa nào vậy? Anh kiếm sao, có chuyện gì không? Nè, đem thuốc qua cho nó. Đem thuốc hả? Nè, cái này nè. À, dạ. Thuốc mà peperine gì nè, chị đi ngoài đồ này nọ nè. À, vậy hả? Trời ơi, vậy hay quá. Chắc hồi lát nữa em ra em kêu anh uống. Anh uống được. Ôi, xong chưa? Chưa. Thôi mày đừng có lên tiếng được không? Nghe tiếng rồi tao phải tưởng tượng có mùi nữa, thấy ghê quá mày. Sao? Tao rặn hoài mà nó không có ra mà nó đau bụng quá. Anh ơi, hay là bây giờ mình ra mình uống thuốc đi. Tại chắc nhiều khi hồi nãy giờ anh đi quá trời đi rồi á, không còn gì nữa đâu. Trời ơi, cái gì vậy? Ghê quá được, mày làm quá, mày đứng nổi không vậy? Từ từ. Ê, mày để coi. Đau dữ lắm hả? Từ hồi trưa sáng tụi. Cái gì vậy? Nhẹ, để nó lọt ra. Rồi, từ. Từ sáng tới giờ tao đi tập thể dục xong, trạng sáng xong khi dậy nó bị vậy luôn. Trời ơi, con mặt mày xanh lè xanh lét kìa, con hốc hác ghê không? Dạ, mới có hồi sáng giờ thôi á, mà thiệt em làm đủ thứ hết trơn rồi. Cái gì vậy? Nữa hả? Nó buông ra, để tôi dằn nó lại. Trời ơi, thấy vậy thôi chứ đau quặn gì cũng nguy hiểm lắm nha mày. Hay là mấy em đưa anh lên trạm xá nha.
không, nhưng mà nhìn thấy cũng khỏe phải không? À, đúng rồi, tao bị cảm mà. Cảm hả? Cảm là tao thấu rượt mày. Cái đó là cảm. Thôi đừng nói nữa, đây nè, thuốc này đây nè, tao lấy cho uống đây nè. Khoan, hồi nãy tao mới uống nước gừng rồi, uống vô nó dại á. Không sao, không sao đâu anh. Uống vô nó kìm lại đi, nó kìm lại, hiểu không? Đúng rồi. Đây nè, uống nó đưa qua đó. Để em chạy ra xa em lấy cho anh ly nước lọc để anh uống nha không? Ừ, đúng rồi. Nãy dặn mấy viên của anh ta. Cái này là gì? Thuốc trị đi ngoài đó. Đưa đại Tepirin gì đó. Đưa đại bà 5 viên đi. 5 hả? Tao thấy viên này bự lắm á. Uống lẹ lẹ đi, trời ơi. 3 viên được rồi, đây nè. Hả miệng ra. Gì vậy? Tao nuốt chậm luôn. Thôi vậy uống miếng gừng vô luôn đi. Không được, nó vậy. Gì vậy? Cái thằng này mày sao quá, tao bực bội mày rồi nghe. Nó sắp ra. Cái gì vậy mày, ghê quá mày. Mày vỗ đầu tao cái đi cho nó. Cho vỗ nó vô phải không? Ừ, vỗ mạnh lên. Cùng để tao nhớ cái quyệt, để tao nhớ cái quyệt cái. Cái quyệt. Tao có đọc mấy cái quyệt mà mày nào nhấn vô một cái là nó đau quá. Đây ở đây, đây nè. Hey, đừng có nói với vợ tao có vụ mà ăn bún. À, dạ. Thì bún đi qua bên chỗ của ông Hạnh vậy. Ôi trời. Sao đi qua bển ăn rồi. Mày biết cái. Đây nước uống thuốc vô. Uống chưa? Nuốt trọng rồi, nuốt trọng vô luôn rồi. Nuốt luôn hả? Nuốt trọng rồi bây giờ. Sao hả? Sao? Uống miếng nước không, vô. Uống vô nó kìm lại á. Kìm không? Kìm lại, uống miếng nước vô đi, cho thuốc nó tan ra liền, hiểu không? Tôi nhìn mày. Cái gì vậy? Thấy ghê quá vậy. Lắc cho nó. Ê ê. Ê. Ê, bệnh này có lây không ta? Sao lây? Nó cứ xiết xiết vô ta. Mày đừng xạo mà, mày giỡn ngoài. Ê, mày đừng chọc tao nha, tao ghét ai chọc tao. Không, tự nhiên nó xiết xiết mày, hôm nay tao cũng giống mày ta. Mày là sao? Đâu? Tao với mày ăn chung món đó. Ăn món gì? Thì cái mà lòng gì đó. Ủa, hai người hồi sáng đi ăn sáng chung hả? Đâu có, anh ăn riêng, anh ăn cái gì? Trời ơi, giờ này giấu cái gì nữa để tao biết người ta còn chỉ. Mày im đi. Ăn quán bà Tư, anh nó nấu đó. Không phải. Ủa, sao quán bà Tư? Mì lòng gì đó. Anh về anh nói với em là anh ăn bánh mì trứng ốp la đó. Ở quán của dì ba mà. Giờ tao biết mà. Dì ba gì cái gì nữa bây giờ. Cho mượn toilet cái, Hả? Mượn cái. Quá tới. Trời. Là sao? Sao nói vậy không hiểu hết trơn hả? Hồi sáng anh nói với em là anh đi ăn bánh mì ốp la quán cô ba. Mà sao tự nhiên bây giờ thành ăn cái gì? Cái gì? Bún bò gì? Ăn bún lòng. Bún lòng? Ở đâu? Bún lòng chỗ Tư của Hạnh quán. Ủa, là hai ông đi ăn quán của dì Tư hả? Trời ơi, hay quá ha. Đi ăn mà còn giấu tôi nữa. Ủa thì đi ăn quán đó, nói quán đó mắc mớ gì nó xạo tôi làm chi vậy? Tại sợ. Sợ gì? Em ghen. Ghen cái gì mà ghen? Bây giờ ông bị vậy nè, vừa chưa? Tại nói ra thì cũng phải sợ chứ. Khỏi. Gì? Bây giờ ông bị thì gán mà chịu. Mày đặt hả? Mê gái hả? Tôi cho ông á, đi cho lòi họng ông luôn đi. Thôi, bậy rồi, lòi họng rồi. Là bỏ vợ luôn á, không được đâu. Vợ giúp giùm đi. Vợ đi lên chẩm xá chứ sao? Lên chẩm có chết không? Tôi sợ đau lắm mà. Ai biết, tôi có phải bác sĩ rồi tiện hỏi tôi. Ông đây, đứng lên đi. Cái gì vậy? Từ từ chứ. Trời ơi, nhẹ nhàng. Em biết là nó. Ai biểu cái tội mê gái chị? Trời, nó có thể ra bất cứ lúc nào. Để. Đừng từ từ. Vậy rồi biết chừng nào lên tới chẩm xá? Chứ bây giờ em cõng anh giùm được không? Tôi đạp một cái luôn giờ. Ê, chứ nó còn cõng. Cho đi lên chẩm vậy. Không ra được mà. Nó là thằng bạn thân của anh đó. Mày yên tâm đi. Đi liền. Mày yên tâm đi. Thằng ngày nay lo. Đi liền cái mặt. Mày lớn quá vậy. Đừng. Giờ nó sắp lọt ra nữa rồi. Bà Tư đâu rồi? Con Hạnh đâu? Bà Tư! Ủa? Chị sao? Kiếm em có chuyện gì vậy? 6-7 gì đây? Hay quá ha! Cô á, cô dụ dỗ chồng tôi ăn ba cái đồ ăn của cô. Bây giờ á, chồng tôi ở nhà kìa, bị Tào Tháo dí hả? Bây giờ đi không nổi luôn rồi kìa. Nè, chị đừng có nói bậy nha. Tôi làm cái gì mà dụ dỗ chồng của chị? Cái gì?
Tôi nói bậy hả? Vậy chứ sao á, mỗi lần chồng tôi ăn cái gì á, chồng tôi cũng phải qua quán cô làm sao, cái đó cô không dụ dỗ với còn lại gì nữa. Ủa, chị mắc cười quá à, đâu phải một mình chồng chị đâu. Trời ơi, ai trong xóm mà không thích ăn đồ ăn của tôi nấu. Hờ, vậy á hả? Vậy thì bây giờ á là cô đền đi, chồng tôi vì ăn đồ ăn của quán cô nè, tay chân á bây giờ run rẩy, tay bây giờ bắt chuồn chuồn luôn rồi kìa. Tay bắt buộc chuồn chuồn là sao? Là có nghĩa là bị Tào Tháo dí, đi không nổi, tay chân bây giờ run như vậy nè, hiểu chưa? Thôi. Tôi đưa ảnh lên trạm xá rồi đó, bây giờ mắc đền đi. Thôi, tôi không có biết gì hết trơn á, chị đừng có vu khống nha. Ủa, vu khống hả? Ờ. Ảnh ăn sáng của quán cô xong về là ảnh bị. Bây giờ á, không phải tại quán cô thì tại quán ai? Ờ, thì thiệt ra là sáng đó, ảnh ăn món bún lòng heo của quán tôi thiệt. Nhưng mà đâu phải là lỗi tại tôi đâu. Nói chuyện mắc cười. Thì tại vì mấy thằng giao lòng heo chứ bộ. Xong rồi hôm đó là má tôi nhận, xong rồi má tôi cất tủ lạnh kìa. Xong rồi cái đưa cho tôi có kiểm tra đâu biết. Cái gì? Lòng heo cất tủ lạnh xong rồi mới đem đi bán cho người ta ăn hả? Đó, thấy chưa? Bằng chứng rõ ràng. Tại vì gia đình của cô tham lam, mua ba cái đồ hư đồ thối về bán cho người ta ăn mới bị vậy. Nè, tham thì ai không tham? Chị làm như là chị không tham lam chứ. Thì đúng rồi, tôi cũng tham. Nhưng mà tôi không có giống gia đình cô, đi đầu độc gia đình người ta. Ê, tôi không có đầu độc rồi nha, chị đừng có nói bậy, đừng có vu khống vậy nha. Tôi không có hề vu khống nha, mà giờ tôi báo tin cho cô biết nè, không phải riêng mỗi một mình chồng tôi là đang cấp cứu trên trạm xá đâu, kể cả bạn của cô là anh Tấn đó, anh cũng đang cấp cứu trên trạm xá kìa. Chị nói cái gì? Anh Tấn cũng ở trên trạm xá hả? Thì anh nói với tôi là tại vì anh ăn cái gì bún lòng heo gì của cô đó. Trời ơi, vậy mà tôi tưởng là cái bụng của anh tốt hơn cái bụng chồng chị chứ. Thôi tôi đi á. Đi đâu? Đi lên trạm xá. Ê!